Hello, xin chào cả nhà một buổi chiều. Cả nhà một buổi chiều đẹp chưa? Đấy. Hôm nay vừa hai ba hôm nay có tí mưa với nhà sạch sẽ đẹp đẽ chưa? Trời quang mây tạnh. Đấy. Tuyệt vời mặt trời chưa? Đấy, buổi chiều nay mình lại chia sẻ cả nhà là món ăn đặc biệt nhé. Đấy, hôm nay kiểu chồng này có mua được cái lọ măng đấy cả nhà, măng ớt siêu cay, thơm ngon lắm cả nhà. Đấy, mình lại làm cái món ếch nấu canh măng nhá. Vừa mình ra chợ mua 4 con ếch. Đấy cả nhà. Thế và mình tí nữa xuống mình sẽ bóp muối sạch lột ra, một chiên lên cho măng ớt vào để nấu canh măng ngon lắm cả nhà. Mua được lọ măng ấy theo làm các món ngon. Ăn bún bánh phở buổi sáng tuyệt vời mặt trời. Đấy, mình lại đứng trên trần nhà mình quay cho cả nhà chia sẻ cả nhà cùng xem. Cái chanh của mình đã tuyệt vời chưa? Đây là những cái cây rau thơm mình dự cài gắt gắt ở đây. Còn đây là những cái cây, đây là cái cây rau mồng tơi cả nhà. Rau mồng tơi thì mình rồng để bao quanh đây để cho nó mát cả nhà. Ui, bông này em cho nó mát, bò vùng vùng quanh này cả nhà. Mình tinh phết đấy cả nhà nhỉ. Rau mồng tơi thì nó dễ lên, nó cứ ngóc lên là mình lại ghim nó vào đây này. Đấy, đai nó vùng quanh cái đây. Mai mốt nó tốt ở đây để nó che cho dâm mát cái thùng này. Đấy, cả nhà thấy không, mặt nơi này nó bò gần 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 kín hết rồi này. Cái chanh đấy rồng bằng được thôi cả nhà, chanh chiếc rồng bằng được thôi. Đây này, này mát chó lên đây, nó mát gấu đứng kia quay thế nhỉ. Nên trần nhà nó mát cả nhà. À, anh nổ nổ cảnh quê bây giờ không còn lũy tre nạng nữa rồi, chứ còn nhiều lũy tre nạng nó còn dâm mát các thứ. À, đất chặt người đông quá cả nhà. Rồi mình chia sẻ đấy nha, bây giờ mình xuống cái cấu ít rau thơm rau thiết này. Đấy, xong là xuống nột ếch, mình vừa cắm cơm rồi cả nhà. Vừa cắm cơm sẽ xong rồi, cắm nồi cơm đầu tiên xong là đây đây là cấu cấu ít rau ăn ghém đấy cả nhà, ăn kèm ăn ghém vào. Đấy. Giờ mình sẽ cấu xuống đây, cấu ít rau cần đâu kia. Còn thằng này chó đi trên mái nhà khiếp rồi cả nhà, lên sơn trên mái cứ sầm sầm nó lên này. Nên nó đuổi chuột khiếp lắm, chuột thì nó chạy theo cái cây khế kìa cả nhà. Đấy, cái cây khế nó leo lên. Bông hoa hồng này đã rạc rồi, nó lại đang ra mầm khác rồi. Trước này đều cho thơm rồi cả nhà. Cái thằng bông này khổ thật đấy. Cho mấy ngọn hung quế này mà nô ở dầu xuống đi à. Này, nhìn nhìn nô nhảy nữa. Ôi. Nó không xuống còn lên thì lên cầu thang, nó xuống xuống núi này thấy mất điên. Mình nấu ếch măng ớt mình cho vào nha, nó có hoa này thơm lắm. Còn bây giờ mình sẽ cấu một ít cái những cái rau này, đây là rau mã này, rau ngổ này, rau húng các kiểu, cái gì cũng có tốt cho cả nhà. Rau dấp cá, rau má này. Có phải không anh nô? Anh nô đẹp dai. Chậu chậu rau này cũng này, chậu đây là chậu rau răm này. Đây là chậu rau dấp cá ở trên đây này, lá nốt ớt ớt này nuôi, chậu này toàn nuôi chim trong ao rồi, đi đâu nó đi theo cả nhà. Rồi, mình cấu ít rau này rau cần này nữa cả nhà.
ăn không khăn không kịp vào nhà nó già hết. Nào phải cho múc thêm ít bùn nữa vào. Múc ít bùn. Rảnh rỗi nên tưới cây tưới kiếp vui lắm cả nhà. Đấy. Thấy chưa? Đây, cây cóc tốt chưa? Đấy. Cây nan. Cây dưa nèo tốt dưa chuột. Tại sao không có quả? Cái cây là cây dưa đực. Thế mới điên đấy cả nhà. Tốt hoa từ gốc hoa lên vàng nhưng mà không có quả. Còn anh ngồi kín cả ngõ đi lên xuống đến kia này. Ngồi anh hóng gió. Kín xuống nhặt sau cả nhà. Ông nhìn ông ngồi khiếp luôn. Ngồi ông hóng. Còn cái loại cây nan gì đây nữa. Mình vừa rồng úp nó vào đây. Cho nó đẹp. Úp từ đây lên này. Dài hơn 1 mét này cả nhà. Nắng quá nhau. Đây, mổ cá, mổ kiếc, mổ ớ bẩn. Đấy, 4 con. Mới cỏ. Đấy, còn đây là em bịp bịp. Nào, ra đây. Nào, ra đây. Ra đây. Ngoan nào, ngoan nào. Ngoan nào, ui giỏi quá, nào bậm nào, ra đây. Đấy, nó mợn chưa, đấy. Đó, đây. Đấy, gặp tay nào. Đó. Ngoan quá. Đấy, ngoan đấy nhỉ, bậm quá. Đây là nồi cơm. Đấy. Mình vừa cắm xong nên hãy rau ăn với cơm bằng ớt. Đấy, đã xong cả nhà. Mình đã mổ xong được 4 con rồi nha. Da giúp mình bóp muối sạch sẽ rồi mình nướng cái da trước này cả nhà. Đấy. Làm sạch sẽ lắm mình mổ. Nướng nó thơm được cả nhà, bị thơm không cần nướng được. Cả nhà mình đã nướng xong rồi, sạch sẽ rồi, giòn tan. Rất chua thơm ngon, này ăn cơm bao thơm lắm. Thích bị ra ăn xuống. Bấm môi này mình cho chỉ là bấm môi này nó măng này có nhiều nó chua cay lắm rồi. Nước tô nước các bạn được nồi canh bằng ớt đấy. Để tăng tốc nữa một xìa nữa, hai xìa. Đây nữa là mình chia sẻ cả nhà, mời cả nhà đến mình nha, là ếch nấu canh măng nha, rất ngon. Đấy cả nhà, đã xong so với cái húng quế để mà cho thơm nhé cả nhà nhé. Cái hoa, cây hoa húng quế thơm lắm. Bốn em này mình ăn bốn em này là quá mái cả nhà. Cơm cá rất thơm. Đấy. Nhìn thấy ngon không? Nói cả nhà đã xong rồi nha. 4 con ếch. Đấy. Bát nước canh của nó đây, vớt vừa vặn. Đấy, ăn với cơm trắng của mình nấu đây. Cơm gạo mới ngon lắm cả nhà. Nên mời cả nhà ăn với mình nhá. Ăn cho này ngồi cho mát mẻ.
làm non bi rồi cả nhà. Mời cả nhà. Anh ngồi đây, rau quả của mình, rau nuôi để nuôi gốc cây, cái rau này. Rau này nhặt sạch cả nhà, rau má rồi là rau các kiểu rau, rau cần, rau ngổ. Cái này ăn cơm với bố đời cả nhà. Cơm gạo nếp nhà mình gạo mới này, ngon lắm. Sướng lắm cả nhà. Cái quả da cả nhà. Quả da kẹp cái măng này vào đâu. Nên là mình phải có nấu nhạt thôi nha, kiểu nấu nấu canh thôi cả nhà. Ăn nó sướng. Mời cả nhà đến cái da này. Rau nhà sướng lắm cả nhà. Ếch đây. Mời cả nhà nhé. Cà rất luôn, cà nó ăn kém luôn. Cà cây rất nhiều. Nó nụ xuống nhất ông nha, quen cái gì nhau. Ngon lắm. Măng này ăn xương.
còn đồ ăn hết. Mà bao nhiêu cái đây này không ăn ngóc gì mà nó cho anh nô ăn hả? Nô nó khô lắm, nó trồng nhà tốt. Ngon lắm người, cả nò nán rất ngon. Tại cây ăn luôn. Da này quặm xương này các nhà. Đây đây ăn đâu đây này bữa nào không? Ôi, xuống đây ta điểm cho nhà. Bông ngồi xuống đây, à nô ngồi xuống đây. Nó được ăn được nâu như cả nhà, nâu thì càng tốt luôn. Hai con nữa cả nhà, nó trông nâu, nâu ngoan. Bộ da luôn vào mồm. Béo ngậy. Wow, tuyệt vời mà trời này.
Ngon lắm mày. Đây là cái đùi của nó đây. Đã thế cả nhà. Sức đây. Cả nhà này. Ngoằm cái bộ da. Da này hơi to cả nhà. Ăn nó phải miếng to nó sướng, nó ngậy nó béo cả nhà. À, mời cả nhà nha. Cảm. Mấy ngày tại cây hao ăn khu vườn thượng viện của mình chịu khó rồng dưới cây thì có các kiểu, nó vui lắm, nó khỏe người nha, sáng tươi tối tươi. Được cái rau sạch ăn nó sướng rồi nhỉ. Ngon rồi. Con đâu? Ngon. Mấy con rồi bố? Dòng ăn sướng, non bấn, đập cá rau cần rồi là rau ngổ. Rau ngổ, rau má. Toàn cái hàng sạch. Muối mình sẽ muối giống cái kiểu của mình nhé, cho giấm vào thì không tốt đâu, cho giấm chỉ là nhanh ăn thôi, không để đâu những nguyên liệu đánh chín thối hết, chín vữa hết, giống như hết cả nhà. Cứ nước muối hòa loãng ra pha làm đúng cái kiểu muối, ăn để cả năm ăn không sao, 2 năm nữa. Hôm nay mình chia sẻ cả nhà đây là làm món gọi là ếch nấu măng đấy cả nhà nhé, món ếch nấu măng. Thôi video có thời lượng xin kết thúc nhé. Thế sạch sẽ rồi này. Cả nhà lưu sau nhá. Bữa đợi xem cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nha. Chia sẻ mọi người biết kênh của mình. Đấy, hôm nay mình làm những món này rất ngon. Đấy. Hẹn cả nhà lưu sau nhá. Yêu cả nhà rất nhiều.